Nè, sao chị dám lấy trộm tóc trắng của tôi? Không, chị không có lấy trộm làm gì. Chị thấy nó rơi xuống đất, sao mà chị lụm lên đó à? Thôi đi, chị nói gì chả được. Cái tính nghèo hèn bần hèn của chị tôi biết quá mà. Vậy mà hai người ồn ào vậy, nó là yêu thương nhau đúng không? Yêu gì mà yêu, chị ta dám tự tiện vô phòng em lấy tấm nhắn của em, không hỏi ý kiến của em một cái nào cả. Anh hai thấy vậy có được không? Không, em nói gì kỳ vậy? Anh lo cho các có thiếu thứ gì đâu mà phải lấy đồ của em. Với lại chị giống muốn tốt cho em, dọn đồ giúp em, dọn nhà giúp em. Mà em còn nói vậy nữa. Thôi đi. Nè, chị ta cầm tấm nhắn của em rồi, xem dùng. Không dùng nữa thì bỏ đi. Nè, anh nói chuyện vậy không sợ Ngọc có giận hả? Người nên giận là em á. Nó vu oan cho em như vậy á, mà em còn lo cho nó nữa. Thì Ngọc nó còn trẻ mà, mình chỉ bảo nó từ từ. Ừ, anh sẽ tìm cách dạy cho nó một bài học. Mà nó xài đồ tách trắng gì vậy em? Nè, Lion 30 giây, một sản phẩm 3 công dụng, làm sạch tế bào chết, làm mịn, làm trắng da, có tinh chất hạt hạnh đào cho nên là tẩy hết da chết, sau đó là cung cấp dưỡng chất vào. Em thấy xài tốt lắm á. Anh có cách trị đó. Ủa, ai để tấm trắng giữa nhà anh này? Hay là... Bắt quả tang nha. Cái này của chị Cát, em nó đụng vô. Anh tính anh cắt hay gì? Không có, em thấy để giữa nhà em xem thôi mà. Xem hả? Nè, anh có quay clip lại làm bằng chứng nha. Em đừng có chối, tính anh cắt đúng không? Có, xem thôi. Xem. Thì bây giờ em hiểu cảm giác của Cát chưa? Cảm giác mà bị người khác vu oan cho mình đó. Hiểu chưa? Em xin lỗi chị. Có gì đâu, em hiểu là tốt rồi.